Tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu số đỏ như son, công việc hanh thông, giàu ú ụ, tiền nét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu thường là những người làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu đáo, đặc biệt người tuổi Dậu rất tốt bụng. Tuổi Dậu không bao giờ có thể đứng nhìn những người yếu bị ức hiếp, những người nghèo khó, gặp khổ, những cô gái yếu đuối hay những mảnh đời không may mắn. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc, mọi nơi. Họ luôn cố gắng giúp đỡ hết mình những người họ thấy không đủ đầy bằng họ. Chính vì lòng tốt đó mà ông trời thường che chở và phù hộ cho tuổi Dậu. Điển hình bạn có thể thấy ngay trong tháng 10 âm lịch sắp tới. Vận trình của tuổi Dậu đều hanh thông nhờ nguyên lệnh lâm đất trường sinh. Công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, mọi sự đều dễ dàng và nhanh chóng đạt được thành công, tài lộc ùn ùn kéo đến, có thể nói là tiền đếm mỏi tay. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn chi tiết vận trình công danh, tình duyên và sức khỏe của tuổi Dậu để quý vị và các bạn có thể nắm bắt và có thể lên kế hoạch thực hiện những kế hoạch cuộc sống tốt nhất. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Xem tử vi tháng, người tuổi Dậu bước vào tháng 10 năm 2020 âm lịch với vận trình hanh thông hơn hẳn nhờ nguyên lệnh lâm đất trường sinh. Công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan. Mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn, là tháng thích hợp để làm việc lớn. Mặc dù có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi, nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó. Qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Ở thời điểm này, những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên. Thách thức là không nhỏ, đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến. Nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể. Xét về đường tài lộc, trong tháng có dịch mã động tinh mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng sẽ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút trúc trắc và trở ngại nhất định trong quá trình đó. Nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý. Sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó. Các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình sẽ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo, lo chỗ này, chỗ kia. Chỉ cần chú ý tịnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Dậu sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Dậu qua tất cả các phương diện.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi sự nghiệp của tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10, tuổi Dậu âm lịch, vận trình của con giáp này có chuyển biến tích cực nhất ở phương diện công việc, sự nghiệp. Các khí lan tràn, bản mệnh làm gì cũng thấy hanh thông hơn hẳn. Nhờ có sự che chở của nguyên lệnh Lâm Trường Sinh, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải hao tâm, khổ tứ nhiều mà vẫn đạt kết quả như mong đợi. Mọi thứ không phải trơn tru từ đầu tới cuối, có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi. Nhưng nhìn chung, bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó, tự thân tháo gỡ được vấn đề, qua đó thêm phần khẳng định, năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Ở thời điểm này, những chú gà sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên. Thách thức là không nhỏ, đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến. Nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể. Có thể nói, những chú gà đã dự tính được những bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong thời gian này. Vì thế mà bạn luôn cố gắng lãng phí năng lượng, thời gian vào những việc không cần thiết, thay vào đó là tập trung vào việc quan trọng của mình để không khiến sở ra mọi việc. Đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn. Vậy nên, những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm mới việc, hoặc có ý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Các thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc. Hãy tiếp tục duy trì, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù khó khăn trước mắt nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Với những người làm ngành nghề tự do hoặc kinh doanh, buôn bán, tự mình làm chủ, công việc tiến hành thuận lợi, đạt kết quả khả quan. Có điều, vì dịch mã động tinh xuất hiện, thành quả mà bạn đạt được không hề dễ dàng, phải đổ bằng mồ hôi, công sức mới có được. Tài lộc của tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch. Xét về đường tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch, bản mệnh chịu tác động mạnh mẽ từ dịch mã động tinh nên tài vận có khá nhiều biến động. Rất may là đa phần đều theo chiều hướng tích cực. Lại thêm thiên tài chiếu mệnh, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình. Sẵn tính tháo phát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ. Nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội thì lúc này bắt đầu được hưởng lợi. Không những thế, có người may mắn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Việc đầu tư trong tháng sẽ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Có thể sẽ có đôi chút trúc trắc và trở ngại nhất định, nhưng trong quá trình đó vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn trước mắt. Tuy nhiên, con giáp này có thể phải đi xa, chạy đôn chạy đáo để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương. Nếu cơ hội đến, hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình. Tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao. Theo phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, vị trí trung tâm ngôi nhà hoặc căn phòng, gặp thất xích chủ về tranh chấp. Điều này có nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán có thể gây cản trở, tranh đoạt. Tình duyên của tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch. Phương diện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng Đinh Hợi cũng khá bình ổn như ngũ hành tương sinh. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, đã lập gia đình đều có thể đón nhận tin vui khi hỉ khí lan tràn. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, xóa tan những nỗi lo lắng và cô đơn trước đó. Nếu đã sẵn có đối tượng thầm mến, bạn có thể lựa chọn cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm với đối phương. Mạnh mẽ lên, bạn sẽ sớm có được điều mà mình hằng mong ước. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, gia đình sẽ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Nhưng nếu không dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ hơn, đôi bên sẽ xa cách. Tuy nhiên, tình cảm dù có bền vững đến đâu cũng sẽ nhạt phai và nguy cơ đổ vỡ nếu không được vun vén và quan tâm chăm sóc thường xuyên. Do đó, dù công việc có bận rộn hay việc kiếm tiền đã chiếm hết thời gian của bạn thì cũng đừng quên sắp xếp hợp lý để dành ra thời gian bên cạnh những người mình thân yêu. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại,
còn tình cảm một khi đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Đừng để đến lúc hạnh phúc trôi khỏi tầm tay mới hối hận thì cũng đã muộn rồi. Sức khỏe của tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 10 của 12 con giáp, sức khỏe của những chú gà trong tháng này nhìn chung bình ổn, không có nhiều biến động. Song điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan với cơ thể mình. Trong tháng, do công việc nhiều hơn lại thường xuyên phải đi xa, con giáp này có thể gặp một vài vấn đề về suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo, lo chỗ này, chỗ kia. Biểu hiện rõ ràng nhất là bản mệnh lúc nào cũng thấy thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, ăn uống kém ngon, nằm ngủ thường xuyên giật mình, tỉnh dậy và khó ngủ tiếp. Đừng quá lo lắng, đó chỉ là những triệu chứng đơn thuần báo hiệu cơ thể bạn cần phải được nghỉ ngơi và nạp năng lượng cần thiết. Do đó, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát thì những cảm giác đó sẽ nhanh chóng biến mất. Sau khi xem tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong tháng tuổi Dậu gặp được khá nhiều may mắn, thuận lợi trong mọi mặt. Nhưng may mắn không thể có mãi được, bạn hãy tận dụng vận may này và để bứt phá ngoạn mục hơn nữa sau những tháng ngày đen đủi và do dịch bệnh, thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Dậu hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, tị, Dậu, Sửu hàng ngày để kích tài, kích lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.